Hello anh em, chào mừng anh em đến với Minh Em Play. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với con game anime Adventure. Sau cái tập đầu tiên tôi chơi thì nhiều anh em kêu rằng là con game này phải cày nhiều lắm, rồi phải ABCXYZ. Thì hôm nay tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy rằng con game này dù có cày thì nó vẫn yếu anh em ạ. Mà con game này dựa hoàn toàn vào nhân vật nhá. Thật ra thì đội hình của tôi ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là ok để có thể đi story rồi đấy. Nên là trước khi vào với lại những màn đầu tiếp theo thì đừng quên bỏ lại cho tôi một nút like và nút đăng ký kênh anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì let's go. Tôi đang ở cái chapter 3 rồi. Cái chapter này là chúng ta sẽ đánh ở thế giới của gì nhỉ? Thanh gươm diệt quỷ đúng không? Let's go. Rồi. Với cái đội hình này thì hiện tại tôi chả đủ tiền để tôi làm vẹo gì cả. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ tạm thời skip cái quay đầu để tôi tích tiền anh em. Có tiền thì tôi mới xây quân được. Rồi. Đây rồi. Nhân vật đầu tiên, Kaneki. Quá nhanh luôn, đúng là sức mạnh của Legion. Tiếp theo là Goku Blue. Ôi dồi ôi, trưởng đâu đấy em? Đây. Đây sẽ là cái form bài mà tôi sử dụng trong xuyên suốt cái chapter này anh em nhá. Bây giờ thì tôi chỉ cần tích tiền và nâng cấp những vị tướng lên là được rồi. Quá easy luôn. Thật sự là cái việc ngồi ngắm tụi này đánh nó luôn luôn là một cái cảm giác cực kỳ phê lòi các bạn. Không biết là anh em có thấy vậy không? Đâu là con chùm đâu rồi? Này thì chùm của chúng tôi. Tôi nâng được ai nữa không nhở? Chưa, 7.500 mới nâng được. Tôi nghĩ rằng với lực lượng này thì đủ để tiêu diệt con chùm rồi. Đơn giản mà. Con này là con Daki đúng không? Con Thượng Huyền Lục đây. Thượng Huyền Lục mà gặp Goku thì thôi, cháo nái luôn. Tính ra thằng Goku Black nó cũng mạnh phết em nhở. Tôi thấy Goku Black đánh xa mạnh phết đấy. Không yếu đâu này. Đấy. Nó không, nhưng mà đam nó hơi cùi tí, nhưng mà được cái nó đánh lan anh em ơi. Cũng tiềm năng đấy. Kiểu Goku Black cũng là một con cờ tiềm năng đấy, đáng để chơi đấy nhá anh em nhá. Nhưng mà hiện tại ở đội hình của tôi chắc là Kaneki là con mạnh nhất rồi. Có up con này không? Chắc up đi nhở. Boss ra kìa. Akuke là con gì? Akoku là con gì đây? Bán thằng này này, chiến thuật này anh em, chiến thuật này bán này. Tại vì bây giờ để nó cũng không làm tác dụng gì, tôi bán tôi lấy tiền để tôi xây thêm quân ở đây. Đấy, chiến thuật đấy nhá, chiến thuật đấy nhá. Đấy, xây quân ở đây, được chưa? Easy. À thằng này là thằng Thượng Huyền Tam à? Kinh đấy. Đây rồi, đây rồi, boss đây rồi. Đến đây nào, ái ra Thượng Huyền nhất anh em ạ. Vừa mới ra cái nó bung chiêu làm cái gì quân cờ tôi rồi kìa. Này thì Thượng Huyền nhất. Này thì hơi thở của đá, à nhầm, hơi thở mặt trăng. Mạnh quá. Đúng là từ khi có cái dàn Legion này vào thì đội hình tôi mạnh hơn hẳn. Xong rồi. Rồi. Chắc đây là màn cuối cùng của chapter này rồi đấy. Con chùm đâu ra đây? Nếu mà theo logic thì con chùm của màn này sẽ là Muzan đúng không? Đúng rồi, Muzo. Ôi, nó có chiêu gì nhở? Tôi không nhìn kỹ nữa. Con này mà tôi zoom lại gần nhìn tiền đình lắm anh em ạ. Nên là tôi thích để cái góc nhìn top view này cho sướng. Để thêm con Kaneki đây đánh cho lực này. Thêm không? Thêm nữa này, dư tiền mà anh em. Tại vì tiền đấy để cũng không nâng cấp được. Thì thôi gắn thêm lính vào cho đánh. Ui, Muzan còn không đi nổi luôn kìa. Bị quân tôi nó chặn kìa, anh em thấy không? Kinh chưa? Thằng Kaneki này mạnh lắm. Mạnh điên. Đấy, sắp xong rồi. Tôi nghĩ là xong cái màn này tôi sẽ ra tôi gacha một lúc anh em. Ok. Đến giờ gacha rồi. Thôi.
Con gì đây? Ô, Shiny nữa à? Tôi cứ tưởng là Legion thì đó là Shiny. Trời ơi, tôi cần một con mythical đấy, tôi cần một con mythical đấy. Ai toàn re vậy, không có Legion luôn anh em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ba con Epic liên tục. Tụi Legion nó mới mạnh anh em ơi, tụi Legion, tụi Mythical mới mạnh anh em ơi, tụi Epic nó không có cửa đâu. Tụi Epic đánh ở mấy màn đầu thôi. Chết rồi, tôi lại chuẩn bị xài hết 3000 kim cương mà nó không ra cái gì cho tôi rồi. Rồi, đi gần đi. Mythical cũng được, còn không thì Legion cũng được. Trời ơi, Pikoru hoài. Ây, Goku Black à. Ok, thôi sau cái màn gacha đen như chó mực đấy thì tôi nghĩ rằng video ngày hôm nay đến đây thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục cái con game này đến khi nào tôi ra được con Mystic đầu tiên thì thôi nhá. Rồi, bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.